Xin chào các anh chị, rất vui được gặp lại các anh chị trên khung giờ quen thuộc 20 giờ thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh Trần Minh Kiên Official. Nên anh chị có thể cập nhật được những video về nhà đẹp Đồng Nai, đất nền Đồng Nai cũng như là kinh nghiệm và kiến thức nghề môi giới bất động sản. Và hôm nay một ngày rất là nắng to thì Kiên đang có mặt ở khu dân cư Lavender của huyện Vĩnh Cửu. Cái thời điểm này thời tiết nó cũng hơi là nóng, tuy nhiên là những thước phim và những video nó sẽ được đẹp mắt và gửi đến anh chị thật sự là chân thật. Thì bây giờ trong cái video nhà đẹp Đồng Nai này thì Kiên sẽ gửi đến quý anh chị một cái căn nhà một trệt một lầu tọa lạc tại khu dân cư Lavender này, thuộc mặt tiền của đường N1, khu D5 anh chị nha. Và để xem cái căn nhà đẹp hôm nay Kiên giới thiệu đến anh chị ra sao thì bây giờ Kiên mời anh chị hãy cùng Kiên chúng ta đến huyện Vĩnh Cửu, khu dân cư Lavender anh chị nha. Xin mời. Và hiện tại thì Kiên đang có mặt trước căn nhà mà hôm nay Kiên sẽ review và giới thiệu đến anh chị. Bây giờ Kiên mời anh chị hãy cùng Kiên vào trong căn nhà khám phá xem căn nhà hôm nay Kiên giới thiệu sẽ ra sao anh chị nha. Xin mời anh chị. Trước mắt chúng ta là không gian của phần sân trước nhà. Như anh chị cũng thấy, phần sân trước nhà chúng ta đã được trang bị một cái cổng rào rất là chắc chắn, màu xám tro cũng rất là sạch sẽ và cũng rất là sang trọng anh chị nha. Phía trước thì được ốp đá hoa cương, nhìn cho cái không gian nhà trở nên sang trọng hơn. Cái phần sân của chúng ta thì không quá rộng để chúng ta để ô tô, nhưng mà xe máy và vài chậu hoa kiển là rất tuyệt vời anh chị nha. Với diện tích của căn nhà là ngang 5, chiều dài là 18, thì một cái khoảng chiều dài rất là hợp lý, được bố cục rất là bài bản, giúp cho không gian nhà chúng ta rộng hơn. Bây giờ Kiên mời anh chị cùng Kiên vào trong phòng khách nha. Đấy, như căn nhà chúng ta, anh chị vào anh chị cũng thấy phòng khách khá là rộng rãi, với cái diện tích là chiều ngang là 5m, thì trừ cái khoảng tường ra thì chúng ta đâu đó khoảng còn được khoảng 4m6 anh chị nha, tường 20 mà khoảng 4m6 mà chiều dài thì để Kiên đếm viên gạch nè, 2 4 6 6 x 6 là 36. Với cái diện tích của phòng khách là khoảng 4m chiều dài, ngang là 5, thì khoảng độ 20m2, nên anh chị có thể hình dung được cái phòng khách chúng ta rất là rộng anh chị nha. Nơi này chúng ta sẽ bài trí bộ sofa cũng như bàn ghế để chúng ta tiếp khách. Kim mời anh chị vào trong xem nha.
Phần bên này căn nhà của chúng ta đã được trang bị những cái ô để chúng ta có thể để những cái đồ trang trí. Đấy. Hoặc là nơi này chúng ta có thể set up một cái kệ tivi anh chị nha, để chúng ta đặt kệ tivi. Khu vực này là công tắc đèn để chúng ta điều khiển những cái hệ thống đèn anh chị nha. Mời anh chị cùng xem qua. Và tiếp theo khá là nổi bật ở chính giữa của căn nhà thì đây là khu vực của cầu thang để chúng ta có thể lên trên tầng lầu. Anh chị cũng thấy khu vực cầu thang thì được trang bị một cái tay vịn gỗ nè, kính cường lực được ốp đá hoa cương đen, bức dựng là trắng, giúp cho cái không gian cầu thang chúng ta sáng và rất là sang trọng. Bây giờ Kim mời anh chị chúng ta hãy cùng nhau vào trong phòng bếp anh chị nha. Và đây là khu vực bếp. Kim mời anh chị hãy cùng vào trong để chúng ta cùng xem chi tiết. Khu vực kệ bếp cực kỳ là sang trọng khi đã được trang bị một cái tủ gỗ anh chị nha. Kệ gỗ rất là sang trọng, chúng ta đựng những cái vật dụng trong phòng bếp. Về mặt bếp thì đã được ốp đá hoa cương đen nè. Phía dưới cũng là những cái kệ gỗ để chúng ta để những vật dụng như thao, rổ rửa chén anh chị nha. Bên này là chậu rửa, cũng được trang trí những cái đồ chậu rửa cũng khá là sang trọng. Đấy. Riêng bên này chúng ta sẽ đặt bếp ga âm hoặc là bếp ga nổi đều được anh chị nha. Và khu vực này chúng ta sẽ đặt một cái bàn ăn anh chị nha. Khu vực kia thì chúng ta nấu nướng rồi, còn khu vực này chúng ta có thể để một cái bàn ăn. Nơi này sẽ là nơi để chúng ta đặt một cái tủ lạnh. Hoặc là nếu anh chị không thích thì chúng ta sẽ chuyển qua khu vực bên này. Tuy nhiên bên này thì Kiên nghĩ ở đây chúng ta sẽ để máy giặt, tại vì có hệ thống đi nước thải rồi. Cho nên đây sẽ là nơi khu vực để chúng ta để máy giặt, để giặt quần áo anh chị nha. Còn bên này, nơi này chúng ta sẽ để tủ lạnh anh chị nha. Một cái khoảng rất là rộng luôn. Khu vực này rất là đẹp. Và sau cùng là một phòng ngủ cũng như là phòng vệ sinh. Bây giờ Kim mời anh chị cùng theo chân Kim để chúng ta tham quan nha. Đây là không gian của phòng ngủ ở tầng trệt. Mời anh chị. Về phòng ngủ của tầng trệt thì có chừa sẵn hệ thống để chúng ta gắn máy lạnh nè, rồi quạt hút gió Seiko anh chị ha. Phòng ngủ thì cũng không có gì đặc biệt. Và phần sau cùng của căn nhà là một phòng vệ sinh cũng như là kết hợp cái chậu rửa tay tại đây. Kiên mời anh chị hãy cùng xem qua nha. Mời anh chị. Kiến trang bị chậu rửa. Tuy nhiên có một cái điểm mà Kiên phải ghi nhận và để xử lý lại ở câu chuyện ở cái chỗ này, là Kiên thấy cái kiến để mà chúng ta soi gương mặt thì đặt nơi này thì nó theo một cái trục đường lùn thì Kiên thấy nó chưa hợp lý. Chúng ta có thể chuyển qua đây. Thì câu chuyện này nếu mà anh chị lựa chọn sản phẩm này, Kiên có thể giải quyết câu chuyện này cho anh chị được anh chị nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem phòng vệ sinh. Xin mời anh chị. Về phòng vệ sinh thì cũng khá là rộng rãi. Cái diện tích ngang, diện tích dài rất là rộng rãi. Được trang bị những cái hệ thống tắm, phun sương, bông sen đi, dùng từ bông sen. Nhưng mà cũng rất là sang trọng và rất là chắc chắn anh chị nha. Labo thì Kasani cũng rất là xịn sò nè anh chị ha. Gạch thì ốp tường, ốp lên tới trên luôn. Cho nên là về khả năng chống nước rất là tốt. Anh chị cùng xem qua nha. Và đặc biệt hơn ở cái khu vực chậu rửa này, ở phía trên là một giếng trời để anh chị có thể lấy được không gian ánh sáng cũng như là gió ở trên đó anh chị nha.
Và đó là những gì không gian của tầng trệt. Thế còn tầng lầu như thế nào? Bây giờ Kiên mời anh chị cùng Kiên lên tầng lầu để chúng ta xem chi tiết trên tầng lầu có những gì anh chị nha. Xin mời. Về tầng thượng của chúng ta thì có một cái ban công phía trước, hoặc chúng ta gọi là sân thượng nhỏ phía trước anh chị nha. Bên trong là một phòng thờ, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Cái phòng thờ phía trước này nó cũng cực kỳ rộng, anh chị có thể thay đổi để làm cái phòng sinh hoạt chung hoặc là một phòng ngủ lớn tùy vào nhu cầu của mình. Bây giờ Kiên mời anh chị cùng vào trong để chúng ta xem chi tiết trên tầng lầu 1 nha. Xin mời anh chị. Về cửa kính trên tầng lầu 1 thì anh chị cũng thấy cũng như tầng trệt thôi, thì chúng ta được trang bị những cửa sắt kính cường lực nhìn rất là sang trọng, một cái màu rất là phù hợp với tường nhà, tóm lại cái vẻ rất là sang trọng anh chị nha. Nó như anh chị cũng thấy cái tầng lầu 1 chúng ta cái phòng này rất là rộng, diện tích nó khoảng độ trên 20 m², khoảng 20 m² anh chị nha. Anh chị cùng vào xem. Và sau cái khu vực cầu thang sẽ là hai phòng ngủ. Bây giờ khi mời anh chị cùng xem hai cái phòng ngủ này, bài bố cục thì nó cũng giống nhau anh chị nha. Cũng đã chừa sẵn hệ thống để chúng ta đi máy lạnh nè, rồi quạt hút gió. Hai phòng bố cục như nhau anh chị nha. Và sau cùng đó là khu vực của phòng vệ sinh, cũng như là cái khu vực giếng trời để chúng ta lấy gió và ánh sáng. Khi mời anh chị cùng xem. Và như vậy là hôm nay một trong những cái video về nhà đẹp Đồng Nai thì Kiên đã giới thiệu đến cho anh chị một cái căn nhà phố một trệt một lầu tọa lạc tại khu dân cư Lavender thuộc khu D5, mặt tiền của đường N1, với diện tích là ngang 5, chiều dài là 18, tổng diện tích là 90 m², trong đó thổ cư 100%. Với sản phẩm này sẽ rất phù hợp với gia đình, với công năng sử dụng như sau. Về tầng trệt thì bao gồm một cái không gian sân ở phía trước, bên trong là phòng khách, phía sau là phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Trên tầng lầu thì chúng ta có một cái ban công ở phía trước để chúng ta thể trồng hoa kiểng nè. Bên trong một phòng thờ hoặc là chúng ta dùng làm phòng sinh hoạt chung cũng khá là rộng, khoảng 20 m² anh chị nha. Phía sau là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Căn nhà chúng ta thì có hướng Tây Bắc nên sẽ rất phù hợp với các anh chị thuộc hướng Tây tứ mệnh.
Riêng về phần giá thì Kiên sẽ để trong phần mô tả video, anh chị cùng xem và cập nhật ở bên dưới. Nếu anh chị thấy cái sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của mình, cũng như là thiết kế ngôi nhà theo ý tưởng này, thì anh chị hãy nhanh tay liên hệ với Kiên qua số hotline. Kiên sẽ dẫn anh chị đến xem trực tiếp cái sản phẩm cũng như là giao dịch nha. Anh chị xem tới đây thấy video hữu ích, xin hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem cũng biết đến cái mẫu nhà phố này anh chị nha. Đặc biệt anh chị đừng quên bấm nút đăng ký kênh nè, bấm luôn tín hiệu chuông để mà chúng ta nhận được những video mới nhất về nhà đẹp Đồng Nai, đất nền Đồng Nai. Và hôm nay thì Kiên xin dừng cái video tại đây. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.